Năm học 2023-2024, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, các trường học, nhất là các điểm trường nằm trên các tuyến giao thông, khu vực đông dân cư đã tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông tới học sinh, phụ huynh học sinh ngay khi tự trường. Đồng thời, triển khai các phương án khắc phục tình trạng ùn tắc, tập trung đông người, phương tiện trước khu vực cổng trường. Hiện nay thì tình trạng học sinh vi phạm giao thông khá là nhiều ạ. Ví dụ như là không đội mũ bảo hiểm, đánh võng lạng lách, đi dàn hàng ngang hàng ba trong trường. Các thầy cô cũng đã tổ chức những buổi ngoại khóa để giảng thêm về sự hiểu biết cho chúng em về an toàn giao thông. Một là nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh học sinh là quán triệt nhắc nhở các em là tham gia tốt các em trên cái đường về, và các em chỉ tham gia đi một hàng từ trường về đến nhà, và cũng đã thống nhất với phụ huynh là không giao xe cho học sinh khi mà các em chưa đủ tuổi để đi những cái xe phân khối lớn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho năm học, lực lượng công an giao thông các địa phương sẽ phối hợp với ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền tại các nhà trường. Trong các buổi ngoại khóa, hướng dẫn học sinh, giáo viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời trường học đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bởi vì đối với trẻ mầm non thì các con còn nhỏ, cái việc mà chấp hành luật giao thông cũng phải có cái sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Ví dụ như là cho các con đi xe cùng với bố mẹ đi xe máy thì các con phải được đội mũ bảo hiểm. Hay là đối với nhà trường thì để thực hiện tốt cái an toàn giao thông thì ngay ở phía cổng trường thì chúng tôi cũng đã chia các khối lớp để cho trên vỉa hè để cho cha mẹ đến đón con dựng xe đúng nơi quy định, và cũng dắt không cho xe vào cổng trường. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đã tiến hành tuần tra kiểm soát tại một điểm và tuần tra kiểm soát cơ động tại các cái điểm các trường học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cái trường hợp là thanh thiếu niên và học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở trên đường và thực hiện các hành vi vi phạm như là không đội mũ bảo hiểm, chở hai, chở ba, không đội mũ bảo hiểm mà lạng lách đánh võng ở trên đường. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, các bậc phụ huynh cần gương mẫu trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục ý thức cho con em mình khi tham gia giao thông, không giao xe mô tô cho người chưa đủ 18 tuổi, từng bước hình thành văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.